những nhà nghiên cứu khi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoài những khẩu hiệu kêu gọi toàn dân của ông, đã không tìm thấy những tư tưởng gì mang tính chất triết học đưa đến một chương trình hành động. Hơn nữa, chính Hồ Chí Minh cũng xác nhận một cách công khai rằng ông chỉ là người hành động theo tư tưởng Mác Lê và Mao Trạch Đông mà thôi. Năm 1992, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tu chính hiến pháp, thêm cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều 4, xem đây là ngọn hải đăng cùng với chủ nghĩa Mác Lê soi đường chỉ lối cho Đảng Cộng sản Việt Nam và độc quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn. Câu hỏi mấu chốt được đặt ra, có cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hay không? Và sau đây là những phân tích và kết luận của những nhà nghiên cứu, cũng như lời thú nhận của chính Hồ Chí Minh. Thì nếu nói tư tưởng thì ai cũng có tư tưởng cả, chúng ta đều có tư tưởng chứ. Thế nhưng mà khi mà cái tư tưởng đưa lên nó như là nó nằm trong một hệ thống triết học hay là một hệ thống tư duy nào đó, thì tôi nghĩ nó không phải. Bởi vì cái này thì chính ông Hồ cũng đã nói, đã nhận ra, không, tôi không có tư tưởng gì cả. Thì bây giờ cái đó là cái Đảng Cộng sản đặt vào cho ông mà thôi. Ít nhất là phải gắn vào đấy một cái gì đó. Chứ nếu không ấy, thì tức là nó chả là cái gì cả. Ra tư tưởng Hồ Chí Minh là không có. Nghĩ rằng đó, tư tưởng Hồ Chí Minh nó chỉ biểu hiện qua một số cái hành động của ông, một số cái lời kêu gọi của ông, ví dụ là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, rồi là yêu nước, rồi yêu chủ nghĩa xã hội, tất cả những cái đó nó rất là sáng rộng. Trong cái cuốn sách của ông Nguyễn Văn Trấn viết cho mẹ và quốc hội ở trang 152, thì khi có nhiều người hỏi rằng là Hồ Chủ tịch là nên viết cái tư tưởng của Hồ Chủ tịch ra, thì ông Hồ Chí Minh ông bảo rằng tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác Lênin. Và ngoài ra đó, chúng ta cũng không thấy Đảng Cộng sản không có trình bày được một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Còn các cái tác giả Tây Phương, dù là rất là thiên cộng như Jean Lacouture, cũng xác nhận rằng ông Hồ Chí Minh là một con người hành động chứ không phải là một lý thuyết gia. Chúng ta thấy rằng chúng ta thường nghe Marxism, Stalinism, Leninism, Titoism, Maoism, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói đến Hồism. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại áp đặt cho ông một tư tưởng? Trả lời cho câu hỏi này, các nhà nghiên cứu sẽ trình bày mục đích sống còn của Đảng Cộng sản khiến họ phải áp đặt một tư tưởng không hề có cho Hồ Chí Minh. Và tại sao xuất hiện cái tư tưởng Hồ Chí Minh? Là năm 1990, tức là các cái chế độ cộng sản bị lật đổ. Rồi năm 91 thì đến cái chế độ của Liên Xô cũng sập luôn. Thì như thế đó, một cái câu khẩu hiệu chiến lược của Cộng sản Việt Nam đó là chủ nghĩa Marxist-Leninist, bất chiến bất thắng buôn năm, thì cái câu đó nó không còn giá trị nữa. Bởi vì bất chiến bất thắng mà sao lại suy sụp? Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái chỉ thị số 6 tổ chức vận động dân chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Như thế có nghĩa là khi mà thành trì tư tưởng Marxist gặp khó khăn thì Đảng Cộng sản mới bày ra cái chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố cái ý thức hệ của Đảng. Thực ra cái điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái bản sao điều 6 của Hiến pháp Liên Xô mà thôi. Nên nhớ rằng dưới thời của Brezhnev, uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày một sa sút. Trong tình hình đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô thấy cần thiết phải đưa vào hiến pháp của mình một cái điều 6 bắt buộc về mặt pháp luật củng cố, duy trì cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và thời kỳ ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thống trị đất nước, kinh tế ngày càng sa sút, dân tình
ngày càng bất mãn, uy tín của Đảng Cộng sản không còn như trước nữa. Cho nên, cũng giống như bên Liên Xô, thì người ta phải cầm đến chiếc gậy. Mà chiếc gậy đó chính là điều bốn của hiến pháp, để mà duy trì cái quyền lãnh đạo của Đảng. Sau 35 năm nghiên cứu về Hồ Chí Minh, là làm việc trong khoảng 10 cái văn khố khác nhau của thế giới, thì tôi hoài nghi cái vấn đề tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng riêng nào hết, mà ông ấy chỉ là một người hành động. Khi nào ở một cái giai đoạn nào mà nhu cầu đòi hỏi, thì cái tư tưởng của ông ấy sẽ là cái tư tưởng của cái thế lực, của cái chính quyền mà ông ấy cần nhờ vả. Năm 1919, khi ông ấy viết cái bản thỉnh nguyện của dân An Nam nạp cho Hội Quốc Liên, thì lúc bấy giờ ông ấy đang mê say cái thuyết của Tổng thống Wilson là tự trị cho những dân mà thuộc địa. Thì sau ông đi vào Đảng Xã hội, rồi ông đi vào cả với Freemason, rồi cuối cùng qua đến Nga, thì ông ấy đi hoạt động cho Nga, thì tư tưởng của ông ấy là cái tư tưởng Marxist Leninist. Lúc ông ấy làm việc cho Tưởng Giới Thạch, tức là đệ tứ quân khu trong cái thời đệ nhị thế chiến, thì tư tưởng của ông ấy là tư tưởng của Tôn Dật Tiên, của Dân Sinh. Thì sau này khi mà ông đi làm cho Odes Mỹ, thì ông ấy học thuộc cả cái câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Thì ông nói cái nền dân chủ Mỹ sẽ là nền tảng cho chế độ Việt Nam trong tương lai. Tư tưởng Hồ Chí Minh thì như con cắt kè đổi màu, tùy theo hoàn cảnh chính trị và tùy theo cái nhu cầu. Có thể tóm tắt thế này, là ông Hồ Chí Minh là một con người hoạt động chính trị. Ông ấy muốn giành lấy quyền lực và đoạt quyền lực bằng mọi giá. Theo nội quy của đệ tam quốc tế, Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nào đều chỉ là một chi bộ của đệ tam quốc tế, phải triệt để tuân thủ mọi điều lệ của tổ chức này, đặt dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Nga, phải triệt để ủng hộ các Cộng hòa Xô Viết. Giải phóng dân tộc là giấc mơ các nước nhược tiểu đầu thế kỷ 20. Nhưng đó lại là chiêu bài thích hợp nhất cho lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh để vận động toàn dân tham gia tổ chức của ông để phục vụ Cộng sản quốc tế. Chúng ta sẽ nghe các nhà nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Ông Olivier Todd là nhà báo, nhà văn rất tên tuổi. Ông đã từng là phóng viên và viết bình luận cho tuần báo nổi tiếng Thiên Tả của Pháp, Nouvel Observateur. Ông đã từng qua Việt Nam, viết phóng sự về chiến tranh Việt Nam. Ông cũng là tác giả của hơn 20 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Trong đó, có hai cuốn biên khảo chính trị viết về Việt Nam là Cruel Avril và La Chute de Saigon. Rất tiếc là huyền thoại về Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại. Trên thế giới hiện còn có hai huyền thoại, đó là Che Guevara và Hồ Chí Minh. Tất cả đều do tương truyền mà Cộng sản Việt